Kinh văn ví như hoa ưu đàm tới hơn cả hoa ưu đàm. Tán rằng đây là ví dụ để nêu bật hai hiếm. Một tụng nói rõ pháp xuất hiếm, một tụng rưỡi tụng về nghe tán hiếm, vì nghe pháp và tán thán còn hiếm hơn là hoa ưu đàm. Hành chân pháp hạnh là để cúng dường Phật ba đời. Tự mình nghe, bảo người khác nghe, đều gọi gộp là nghe pháp. Vui mừng mà nghe, đây gọi là hoan hỷ. Nghe mà tán thán, đây gọi là tán. Hành bốn thứ đó đều là chân hành. Kinh văn, các ngươi chớ nghi ngờ tới. Không đệ tử, thanh văn, tán rằng khuyến tín chớ nghi. Kinh văn, các ngươi xá lợi Phất tới bí yếu của chư Phật. Tán rằng, kết luận tán thán pháp thâm diệu. Đây là thắng đạo mật tạng của chư Phật. Kinh văn, vì đời ác năm trược tới, thảy chẳng cầu Phật đạo. Tán rằng, dưới là đoạn lớn thứ hai, có ba tụng. Tụng về phá bốn nghi, chia làm ba phần. A. Một tụng đầu nói về Phật ra đời vào thời nào, để giáo hóa bằng ba thừa, ra đời vào thời ngũ trược ác thế. B. Thứ đến một tụng nói về làm sao mà biết là tăng thượng mạng, nếu đệ tử ta tự cho rằng mình là A-la-hán mà chẳng tin pháp này thì thật là phi lý. C. Một tụng nói về thế nào thì đáng để thuyết, trừ sau khi Phật diệt rồi thì hiện tiền không Phật. Đây là phần đầu. Kinh văn, người ác đời vị lai tới phá pháp đọa ác đạo. Tán rằng, đây là tụng giải thích làm sao mà biết là tăng thượng mạng. Người ác đời sau chẳng tin pháp này, phần nhiều là tăng thượng mạng. Chẳng những là hạng tăng thượng mạng mà các người ác khác cũng chẳng thể tin. Khi Phật còn tại thế, Ngài đã thuyết về tướng của mạng. Sau khi Phật diệt độ rồi khó mà biết được, nên nêu riêng ra ở đây. Kinh văn, người tàm quý thanh tịnh tới rộng khen đạo nhất thừa. Tán rằng, đây là tụng về thế nào thì đáng thuyết, có đủ bốn đức. Một là tàm, sùng trọng bậc hiền thiện, lại tự xét bản thân, thấy xấu hổ về tội lỗi. Hai là quý, khinh cự kẻ bạo ác, lại xét thế gian, thấy xấu hổ về tội lỗi. Ba là thanh tịnh, trong ngoài đều không có tì vết, vứt bỏ danh lợi thế gian. Bốn là trí cầu Phật đạo chẳng thèm nhị thừa, có thể tin được kinh này. Loại bất ngu pháp mới đáng để thuyết kinh này cho nghe, giả sử là hạng ngu pháp, nếu gặp Phật khác thì sẽ được quyết định liễu ngộ đạo nhất thừa. Kinh văn, xá lợi Phất nên biết, tới tự biết sẽ thành Phật. Tán rằng, trong này có ba tụng, tụng đoạn lớn thứ tư trong phẩm khuyên phát hỷ tâm, khiến thích thành Phật. Một tụng rưỡi đầu nói rõ Phật pháp đều giống nhau, chẳng học thì chẳng liễu ngộ. Một tụng rưỡi sau khuyên phát hỷ tâm, thích cầu thành Phật. Cứ như lời văn có thể hiểu được. Quyển thứ 5 phần trước, Sa môn Khuy cơ chùa Đại Từ ân soạn. Phẩm thứ 3 thí dụ. Ba môn phân biệt: 1. Nói rõ dụng ý. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý có hai ý. 1. Thu tử là hạng thượng căn, nghe pháp rồi liền tỏ ngộ. 4. Người khác là hạng trung căn, phải nhờ vào thí dụ mới biết được. Trên đã giáo hóa cho hạng thượng căn, dưới phải làm cho hạng trung căn hiểu rõ, cho nên mới có phẩm này. 2. Luận rằng, từ đây trở xuống là thuyết bày thí dụ cho 7 loại chúng sinh có đủ phiền não tính để đối trị 7 loại tăng thượng mạng, và thuyết cho 3 hạng người tuy không có phiền não nhưng nhiễm mạng về tam muội, giải thoát, kiến, vân vân, tức là để đối trị loại nhiễm mạng này thì thuyết về 3 bình đẳng. Lại nói Dư Tàn Tu Đa La thuyết minh về 10 nghĩa vô thượng. Đây có ý nói chung chỉ rõ 26 phẩm ở dưới sẽ thuyết minh về 3 nghĩa này. 7 thí dụ ở tại 7 phẩm. 1. Dụ nhà lửa ở phẩm thí dụ này. 2. Dụ về người con nghèo túng tại phẩm tín giải. 3. Dụ về mây mưa tại phẩm dược thảo. 4. Dụ hóa thành tại phẩm hóa thành. 5. Dụ đeo bảo châu tại phẩm ngũ bách đệ tử thụ ký. 6. Thí dụ về cởi minh châu trong búi tóc tại phẩm an lạc hạnh. 7. Dụ thầy thuốc tại phẩm thọ lượng. Cứ theo thứ tự đó, mỗi thí dụ ở tại một phẩm, 3 bình đẳng, có trong 9 phẩm. 1. Thí dụ, 2. Thụ ký, 3. Ngũ bách đệ tử thụ ký, 4. Thụ ký cho hạng hữu học vô học, 5. Pháp sư, 6. Khuyến trì, 7. Đề bà đạt đa, 8. Thường bất khinh, 9. Thấy bảo tháp. 8 phẩm đầu đều có thụ ký thuyết về sơ thừa bình đẳng. Trong phẩm thấy bảo tháp ở cuối thì thuyết gộp cả hai thứ bình đẳng.
là sinh tử niết bàn bình đẳng, pháp với thân bình đẳng. Mười nghĩa vô thượng có ở 21 phẩm, chín vô thượng đầu có ở 7 phẩm, một dược thảo dụ, hai hóa thành dụ. Tại đây có hai vô thượng thứ hai và thứ ba, ba ngũ bách đệ tử thụ ký, bốn thấy bảo tháp, năm an lạc hạnh, sáu dũng xuất, bảy thọ lượng. Tại đây có hai vô thượng thứ tám và thứ chín. Trong bảy phẩm trên chỉ các phẩm thứ hai, thứ bảy, còn năm phẩm kia mỗi phẩm có một vô thượng. Dư tàng Tu Đa La là vô thượng thứ 10, có nghĩa là 14 phẩm còn lại đều là vô thượng thứ 10. Ở trong 14 phẩm này có hai lực, pháp lực và tu hành lực. Pháp lực có 3 phẩm, 1 phân biệt công đức, 2 tùy hỷ công đức, 3 pháp sư công đức. Tu hành lực có 7 lực, gộp lại là 11 phẩm, 1 trì lực có 3 phẩm, 1 pháp sư, 2 an lạc hạnh, 3 khuyến trì. 2 thuyết lực có 1 phẩm, tức là thần lực, 3 hành khổ hạnh lực cũng có 1 phẩm, tức là phẩm dược vương, 4 giáo hóa chúng sinh hành khổ hạnh lực cũng có 1 phẩm, đó là phẩm diệu âm. 5. Hội chúng sinh chư nạn lực có 2 phẩm, 1. Quan âm phổ môn, 2. Đà la ni. 6. Công đức thắng lực có 1 phẩm là phẩm diệu trang nghiêm vương bản sự. 7. Hộ pháp lực có 2 phẩm, 1. Phổ hiển, 2. Trúc lụy. 10. Vô thượng ở sau là 7 thí dụ ở phần đầu. Tam bình đẳng tàn gọi là thượng tàn, nên trong bản luận giải 7 dụ 3 bình đẳng xong, nói dư tàn Tu Đa La nói rõ nghĩa vô thượng. Vô thượng thứ 10 là tàn của 9 loại vô thượng trước, gọi là hạ tàn. Cho nên trong bản luận giải thích về vô thượng thứ 10, nói 10 đây là thắng diệu lực vô thượng dư tàn Tu Đa La thuyết. Tàn có hai nghĩa, một là văn tàn vì chưa từng thuyết, hai là nghĩa tàn vì trước tuy đã thuyết, xong chưa hết nghĩa còn muốn có thêm ý khác nữa, nên nay lại thuyết nữa gọi là nghĩa tàn. Sợ văn dài dòng nên lướt qua chẳng nói. Tới trong các phẩm sau sẽ nhất nhất giải thích kỹ, vì trong bảy phẩm, dược thảo, hóa thành, ngũ bách đệ tử, bảo tháp, khuyến trì, an lạc hạnh và thọ lượng, hoặc về văn hoặc về nghĩa đều nói lại. Còn bảy dụ thì vì hạng phàm phu hữu học, gọi là hạng có phiền não, có bảy loại tăng thượng nhiễm mạng. Để đối trị hạng này nên thuyết bảy thí dụ, như chấp hóa thành cho đó là chân thành, tòa thành có thật. Tức là cho rằng cái mà họ mong cầu là tam ma bạt đề thiền quán, thế gian sẽ là chân diệt, diệt độ thực sự, chắc vô học là viên mãn, nếu nên không còn có điều sở cầu gì nữa. Hạng vô học nhị thừa gọi là người không phiền não, có ba loại pháp chấp nhiễm mạng, tam muội giải thoát, kiến, vân vân, đó là pháp chấp hướng về nhị thừa, tuy chẳng gọi tên là nhiễm. Hạng này hồi tâm rồi thì gọi là Bồ Tát nhiễm pháp chấp, hạng Bồ Tát này gọi là nhiễm vô phiền não mạng. Luận dịch nghĩa là điên đảo cũng là ý này. Nghĩa vô thượng thì trong đại thừa có thể nói là có, các thừa khác thì không. Do đó thuyết về ba thừa có sự khác nhau, vì giáo lý hạnh quả có sự khác nhau. Luận dẫn lời Phật dạy chẳng lìa thân ta, đó là nghĩa vô thượng. Nhị thừa chẳng nói nghĩa này vì chẳng giải được, do đó vô thượng tức là giáo lý hạnh quả của nhất thừa, tùy theo sự thích ứng mà phối vào các phẩm. Bảy loại chúng sinh cụ túc phiền não, thứ nhất là người cầu thế lực, khởi điên đảo bậc nhất, cầu công đức tăng thượng mạng. Vì bị các phiền não thế gian thiêu đốt nên cần cầu diệu cảnh quả báo của trời người, vì loại này mà thuyết dụ nhà lửa. Phú quý tự tại gọi là thế lực, vì các phàm phu cầu diệu cảnh, ngoại cảnh, cùng nội quả báo này của trời người, chẳng biết phiền não thiêu đốt, nung nấu, cho nên vì hạng này mà thuyết về dụ nhà lửa. Bởi vì phiền não do thế lực của trời người thiêu đốt cũng như nhà lửa. Thế Tôn này nói có hai xe, tức là thiện căn tam muội thế gian, bồ đề chỉ là giả giải, giải thoát giả, chẳng phải giải thoát thật, để khiến họ ra khỏi nhà lửa, rồi sau đó khiến họ dần dần nhập Phật Đại Niết Bàn. Cho nên luận nói rằng, đối với hạng người thứ nhất thì dùng các loại công đức thiện căn tam muội thế gian làm phương tiện khiến họ thích thú, sau đó khiến họ nhập Niết Bàn. Ở đây chẳng nói chính chứng sinh không trạch diệt chân trí, trong đạo giải thoát gọi là tam muội thế gian, giả giải đó là dê hiêu, chẳng phải là thẻ của xe. Từ quán đó rồi nhập định thế gian, quán điều đã chứng trước đây, vì tâm thô nên chẳng thấy chính trí và sinh không như chân lý sinh không, mà lại thấy hoặc nghiệp,
hậu khổ chẳng sinh, tâm liền biến, tưởng là niết bàn giải thoát. Niết bàn mà chính trí chứng được trong căn bản quán thì dưới đây gọi là hóa thành. Chẳng nói do giả quán mà biến thành thành, vì chẳng hết khổ. Này thuyết về ngôi hậu đắc trí, thời sau năng biến tưởng giải, tưởng là giải thoát, gọi là thiện căn tam muội thế gian. Các thứ công đức khinh an hỷ lạc, giả danh là dê hiêu, giả danh là chủng trí, là để cho họ thích thú. Sau đó dạy họ nhất thừa, rồi mới khiến họ nhập Phật đại niết bàn. Tới Phật vị năng nhập xe châu, chỉ nhất Phật thừa, tức là hai trí, tức là bồ đề, niết bàn sở nhập, tức là bảo sở. Trong dụ hóa thành ở sau, nói rằng nhị thừa chấp chỗ hoặc khổ, chẳng sinh, đó là niết bàn. Lý thực niết bàn trong đạo giải thoát là chính trí chứng. Cho nên nói nhập hóa thành là để các lái buôn đều khỏi mệt. Vì các trí trước sau đều chẳng thể liễu ngộ mọi pháp, nên thực ra chẳng phải là chủng trí. Thuyết về xe dê, xe hiêu chỉ có danh mà chẳng thấy lên xe, vì nói đó ví như thiện căn tam muội thế gian để khiến họ thích thú. Nhị thừa chấp đó cho là hai xe, thực ra chẳng phải là thể của xe, như bốn điên đảo mà nhị thừa khởi lên, chính quán chẳng thế. Sau mới tưởng giải duyên vào đây mà khởi chấp, hóa thành cũng thế. Này để đối trị thói tăng thượng mạng điên đảo cầu công đức của hạng người cầu thế lực, cho nên nói thí dụ về xe này. Đó là dụng ý của phẩm này, các nghĩa khác đây sẽ giải thích sau. 2. Giải thích tên phẩm. Thí là ví, là tỷ loại, so sánh, giống như Sanh Ngọc Thiên nói tỷ loại để giúp nhau hiểu rõ. Dụ là khai thông, là hiểu rõ. Sanh Ngọc Thiên nói đó là hiểu, là can gián vậy. Này nếu các sự tích gần gũi ở thế gian để ví với đạo lý thâm diệu của xuất thế gian, để khai thị cho kẻ chưa giác ngộ, được hiểu rõ sự mê muội trước đây. Thí dụ để hiểu rõ gọi là phẩm thí dụ, hoặc là thí tức là dụ, nên gọi tên là phẩm thí dụ. 3. Giải đáp thắc mắc. Câu hỏi 1. Đề căn cứ vào cái lý dụ hiểu mà gọi tên là phẩm thí dụ, sao phẩm trước lại lấy thằng pháp mà đặt tên pháp phẩm? Giải đáp trước sau làm thể lệ lẫn nhau, lý ra thực nên như thế, nhưng việc đặt tên khác nhau, làm sao mà biết rõ được nguyên nhân? Song vì phương tiện là nghĩa riêng trong pháp, còn thí dụ là tên chung chỉ sự ví von, chung riêng đã khác thì tên gọi cũng phải khác, không thể cứ dập khuôn như nhau được. Câu hỏi 2, cớ sao trong kinh có tới 7 thí dụ mà riêng đây được đặt tên là phẩm thí dụ, còn các phẩm khác được đặt gộp vào tên riêng của phẩm đó? Giải đáp, dụ tuy có 7 nhưng đây là lần đầu tiên. Tuy nêu lên tên gọi chung nhưng tự nó đã là tên riêng, còn các phẩm khác chẳng phải chỉ thuần túy gọi là thí dụ. Câu hỏi 3, hạng trung căn tín giải thì nêu riêng thành phẩm tín giải. Hạng thượng căn lĩnh ký lẽ ra cũng phải nêu riêng, cớ sao khi thuyết minh về việc thu tử lĩnh ký lại gửi gắm luôn vào trong phần đầu của phẩm này? Giải đáp, về hạng trung căn lĩnh ký, văn rộng nghĩa dài, bởi vậy nêu riêng, thu tử chẳng thế nên nói kèm luôn vào đây. Lại vì thu tử lĩnh ký khải thỉnh nên Phật mới nêu thí dụ. Cho nên việc lĩnh ký của thu tử được thuyết minh kèm ở phần đầu của phẩm này. Kinh văn, bấy giờ xá lợi Phất tới được pháp vị tằng hữu, tán rằng chính trong phẩm này chia làm hai phần lớn. Phần đầu nói về việc thu tử nghe pháp lĩnh giải hoan hỷ, kể lại thành tựu và được thụ ký. Phần sau nói về việc Đức Phật dùng thí dụ một cách rộng rãi để hóa độ cho hạng trung căn ở đó. Phần đầu thuộc vòng đầu đã nói ở trên thuyết về pháp nhất thừa. Vòng đầu có 4, trên pháp đã thuyết xong, dưới đây là ý thứ 2. Thu tử nghe pháp lĩnh giải, tự trách rồi sinh hoan hỷ. Trong này có 2 phần, đầu là trường hà, sau là kệ tụng, đây là phần đầu. Theo cách giải thích của thế gian thì chữ dũng nghĩa như chữ kiều, nghiêu, có nghĩa là kiễng chân, co một chân lên. Chữ dược nghĩa là nhảy, co chân mà nhảy, hình dung sự hoan hỷ tới cực độ. Được nghe chân đạo, thấy được quyền thừa, nên dũng dược tương bừng, vô cùng phấn khởi. Được thỏa lòng mong muốn cho nên hoan hỷ, để tỏ rõ đã phát tâm đại thừa, nên liền đứng dậy. Tâm hợp với điều Phật thuyết, nên chắp tay nhất tâm xin Phật giảng thêm. Chiêm ngưỡng tôn nhan giải bày bản tâm với Phật, nên nói là bạch Phật. Pháp âm đây là chỉ ngôn giáo đại thừa, vì là pháp chưa từng được nghe, nên nói là đắc vị tằng hữu, được pháp chưa từng có. Lại do ba nghĩa cho nên hoan hỷ. 1.
Nghe Phật thuyết pháp, tâm an như biển, biết đây là Phật chẳng phải là ma, cho nên hoan hỷ. Hai, nghe giảng nhất thừa ngày nay là thực thừa, mới hiểu rõ tam thừa ngày xưa chỉ là quyền thừa, tam thừa là nhân của nhất thừa, bởi vậy hoan hỷ. Ba, nghe Phật nói 1200 là A-la-hán cũng đều sẽ thành Phật, cho nên hoan hỷ. Kinh văn: Vì sao như vậy? Tới vô lượng tri kiến. Tán rằng dưới đây giải thích về nguyên nhân của sự hoan hỷ có 4. 1. Vì mất đại pháp đến nỗi phải thở than. 2. Ở bậc tiểu thừa, nay nghe đại pháp thì sinh hoan hỷ. 3. Hoan hỷ vì nay được nghe đại pháp thì hết phiền não. 4. Vì biết rằng là Phật tử thì sẽ thành đạo. Đây là phần đầu. Chữ dự có nghĩa như chữ nhập, chữ quan. Sách Ngọc Thiên nói, dự có nghĩa là làm trước, là dự bị, là từ lâu. Theo sách Thiết Vận, chữ này âm đọc như giật, nhưng sách này viết là đúng, phải là viết, phải viết là. Sách Nhĩ Nhã viết là, và giải nghĩa là cùng, cùng với cổ văn viết là như cầu công tất dự, yên, ngài ắt dự vào đó. Chữ cảm nghĩa là khích, cảm khích bằng xúc động. Chữ thương đây có nghĩa là thán, than thở. Sự kia nghe chuyện Bồ Tát được thụ ký như vậy mà chúng tôi chẳng được gia nhập vào số các vị xưa nghe thụ ký, chẳng được dự vào việc thụ ký. Bởi vậy nên đã xúc động ân hận xót xa vì đã mất năm loại tri kiến của Như Lai, hoặc mất tri kiến trí tính trí tướng của Như Lai. Kinh văn: Thế Tôn, tôi thường ở một mình tới mà được tế độ. Tán rằng dưới là ở bậc tiểu thừa nên phải than thở. Có hai ý, đầu tiên than nỗi trụ ở tiểu thừa, sau đó là tự trách bản thân. Đây là phần đầu. Thường có nghĩa là hằng, chữ mỗi có nghĩa là xác, lũ, nhiều lần, là từ chỉ số lần không nhất định. Nhập có nghĩa là chứng. Pháp tính, đây là nhân vô ngã, là chân như mà mọi người ai cũng có thể chứng được. Tôi và Bồ Tát đều có thể chứng nhập vô ngã chân như. Vì sao mà một mình Như Lai đã từ tiểu thừa mà được độ thoát? Hoặc là tính, đây là chỉ thể, cùng nhập trong Phật Pháp thể loại. Có bản, chữ thường, viết thành, có nghĩa là đã từng. Kinh văn: Đó là lỗi của chúng con, chẳng phải là do Thế Tôn. Tán rằng dưới là tự trách mình. Có ba phần, đầu là phần nêu thứ đến giải thích, cuối cùng là kết luận. Đây là phần nêu. Chữ cứu có nghĩa là tội lỗi của tôi. Chữ cứu ông gọi là phiên thiết của cự cửu. Chữ này là chữ hội ý của hai chữ nhân các. Người ta có điều chống đối trái ngược nhau thì thành ra tội lỗi. Kinh văn: Sở dĩ như vậy là vì sao? Tới mà được giải thoát. Tán rằng đây là giải thích nguyên do. Nhân đây là chỉ nhân hành để thành đại bồ đề, chỉ bốn hạnh bồ tát ở thất địa. Một, bồ đề phần. Hai, ba la mật. Ba, các thần thông. Bốn, thành tựu hữu tình. Ngài Ca Diếp nói rằng đối với Bồ Tát Pháp, du hí thần thông, tịnh Phật quốc độ, thành tựu hữu tình thì tâm chẳng ưa thích, cho nên nhân của chính giác chính là bốn hạnh này. Chữ đãi, đợi có nghĩa là mong đợi, khao khát, hy vọng. Thu Tử tự nói, nếu bọn chúng ta mong đợi, hy vọng, khao khát cá nhân của vô thượng chính giác thì Phật ắt sẽ dùng đại thừa mà độ thoát cho. Song do chúng ta ở trong đại nhân, nhân đại thừa mà chẳng sinh ra hy vọng chờ đợi, cho nên Thế Tôn chẳng dùng đại thừa mà tế độ cho. Hoặc là nhân là chỉ cho tâm bồ đề, có ba loại: một, chán ghét lìa bỏ hữu vi; hai, cầu bồ đề; ba, tâm niệm sâu sắc nghĩ tới chúng sinh, tức là trụ như vậy, tu hành như vậy, hàng phục tâm đó như vậy. Kinh văn: Song chúng con tới tư duy thủ chứng. Tán rằng đây là kết luận tự trách. Song do chẳng hiểu là Phật đã dùng phương tiện tùy nghi mà diễn thuyết về các pháp, mới nghe đã tin đã thụ hành, tư duy thủ chứng ngay, nên Phật chẳng dùng đại thừa mà độ thoát cho. Do đó đây là lỗi của chúng con. Kinh văn: Thế Tôn tới khoan khoái rất được yên ổn. Tán rằng đây là mừng nay được nghe mà hết phiền não. Chữ khóc đây nghĩa là chuyên. Xưa nay tu tiểu thừa, chuyên tự trách tự hối, chẳng cầu đại thừa. Chữ nghi là nghi bồ đề đối với bản thân mình không có phần, chẳng sinh ra ưa thích, hoặc lại còn cho rằng bản thân mình đã được giải thoát, không khác gì Phật. Này nghe Phật nói pháp mà Phật chứng được rất sâu, rất khó hiểu. Nhị thừa chẳng hiểu, cho nên nghi Phật là ma.
Này đã nghe thuyết nhất thừa là thực, tam thừa là quyền, biết xưa tu tiểu thừa là nhân của đại thừa, bởi vậy hối đoạn, biết rằng mình có phần bồ đề sẽ được thành Phật, biết sở đắc giải thoát là Phật phương tiện, cho nên nghi cũng đoạn, tâm khai ý giải, thân ý thành thơi. Thành thơi có nghĩa là yên ổn, vui vẻ, đã không nghi hối nữa nên khoan khoái yên ổn. Nghi hối nếu nảy sinh sẽ thường xuyên chẳng yên ổn, làm sao mà được thành thơi. Chữ đoạn có hai âm đoạn và đoán. Này lấy âm đầu có nghĩa là cắt đứt, dứt đứt.